anh em xem này, thấy không, nó rất là nguy hiểm. Anh em thấy là nếu mà không có bức tường này là anh ta có thể vồ tôi rồi anh em ạ. Không, anh ta thành thật tôi từ nãy giờ mà giờ anh ta chuẩn bị lội xuống nước để tìm cách để vồ tôi anh em ạ. Anh em xem nhá, để tôi quay cận cảnh này. Đây anh ta đang lội đi lội lại để xem có cách nào để mà tiếp cận được tôi không anh em ạ. Đây trời ạ, đây tôi trèo lên chỗ cũ tôi ngồi tiếp. Đây hay anh em tiếp tục xem động thái của anh ta nhá. Trời ạ, rất là nguy hiểm luôn anh em ạ. Thấy không, anh ta vẫn không thể bỏ cuộc. Người ta nói là loài hổ cùng anh em với loại mèo nên là cũng sẽ biết bơi anh em ạ. Đây 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 đây, anh ta đang chăm chú nhìn tôi anh em ạ. Đây em tiếp nhìn tiếp động thái của anh ta sẽ làm như thế nào nhá. Thấy thấy không anh em, anh ta rất là nguy hiểm anh em ạ, nên là anh em cẩn thận nhá. Anh ta đang gần gần tiếp cận tới tôi anh em ạ, tôi phải lùi lại phía xa. Đâu anh ta đâu rồi? Đây 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 đây, trời ạ, anh ta rất là nguy hiểm anh em ạ, anh em thấy không? Đây 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 đây, anh em thấy không, anh ta rất là nguy hiểm. Trời ạ, thấy không anh em ạ, anh ta đang tính vô tôi mà cuộc thất bại nước văng lên tới đây anh em ạ. Hình như là anh ta bỏ cuộc rồi. Trời ạ, rất là nguy hiểm. Trời ạ, nguy hiểm lắm anh em ạ. Thôi bye bye anh em like và subscribe kênh của tôi nhé. Tạm biệt.